Chào mừng các em tiếp tục đến tiết học trực tuyến công nghệ 7 ngày hôm nay. Trước khi đi vào bài mới, chúng ta ôn tập lại kiến thức cũ của chủ đề tuần vừa rồi. Đầu tiên, khái niệm sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. Sự sinh trưởng là sự tăng lên về khối lượng kích thước các bộ phận của cơ thể. Sự phát dục là sự thay đổi về chất của các bộ phận trong cơ thể. Cái thứ hai, các yếu tố tác động đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi chịu tác động của hai yếu tố. Thứ nhất, đặc điểm di truyền và điều kiện ngoại cảnh. Điều kiện ngoại cảnh gồm có thức ăn, chuồng trại, chăm sóc, khí hậu. Cái thứ ba, chọn giống vật nuôi và một số phương pháp chọn vật nuôi. Chúng ta có chọn lọc hàng loạt, kiểm tra năng suất và chọn phối. Vừa rồi ta vừa mới ôn lại các kiến thức cũ của chủ đề trước. Và tiếp tục ngày hôm nay chúng ta với chủ đề nhận biết một số giống gà, lợn, heo qua quan sát ngoại hình. Đầu tiên ta nhận xét ngoại hình một số giống gà, hình dáng toàn thân. Các em hãy quan sát hình 55 sách giáo khoa và nhận xét thể hình hai con gà A và B khác nhau như thế nào. Ở loại hình sản xuất trứng, chúng ta thấy khi ta vẽ bốn cạnh ở trên thể hình con gà mái, ta được một cái hình chữ nhật như trên hình. Đây là một hình chữ nhật dài. Và ở loại hình sản xuất thịt, ta cũng tương tự vẽ bốn cạnh trên thể hình của con gà mái, ta được một hình chữ nhật ngắn. Nếu nhìn vào hai hình chữ nhật này, chúng ta thấy tỷ lệ giữa chiều rộng và chiều dài của loại hình sản xuất thịt sẽ lớn hơn tỷ lệ giữa chiều rộng và chiều dài của loại hình sản xuất trứng. Ví dụ ta đo được ở hai thể hình như sau. Loại hình sản xuất trứng có chiều dài là 20 cm, chiều rộng là 10 cm. Loại hình sản xuất thịt chiều dài là 16 cm, chiều rộng là 12 cm. Với những số đo mình đo được như vậy thì ta đo ra được tỷ lệ ở hình A là 1/2, tức 50%. Ở hình B là 3/4, là 75%. Vậy ở loại hình sản xuất thịt là tỷ lệ của chiều rộng với chiều dài lớn hơn tỷ lệ giữa chiều rộng và chiều dài ở hình sản xuất trứng. Ở loại hình sản xuất trứng, chúng ta có đặc trưng là con gà lơ go. Đây, chúng ta sẽ vẽ bốn cạnh trên thân hình con gà lơ go như thế này. Chúng ta được một cái hình chữ nhật dài. Tiếp theo là ở loại hình sản xuất thịt, con gà ri. Ta cũng vẽ bốn cạnh trên thân hình con gà ri như sau. Chúng ta được hình như trên hình. Kết luận, loại hình sản xuất trứng, thể hình dài, hình chữ nhật. Loại hình sản xuất thịt, thể hình ngắn. Các em lưu ý là chúng ta chỉ vẽ cái hình chữ nhật á, cái bốn cạnh á,
là trên thân hình của con gà mái thôi nha. Tiếp theo, chúng ta tìm hiểu về màu sắc lông da. Trên hình chúng ta là ví dụ về con gà ri, da vàng hoặc là vàng trắng, lông pha tạp nhiều màu. Ở gà lơ go, lông trắng toàn thân. Tiếp theo là các đặc điểm nổi bật như màu, tích, tai, chân. Các em quan sát hai hình A và B. Các em nhận xét màu của hai con gà trong hình A và B. Hình A gọi là màu đơn, hay còn gọi là màu lá, màu cờ, là nó dựng lên như lá cờ ấy, em đó, và nó sẽ thì. Đây là đặc điểm của gà ri. Hình B là màu hạt đậu hay màu đúc, có nghĩa là nhìn cái hình, cái màu của nó giống như hạt đậu mình để trên đầu con gà. Đây là đặc trưng của gà hồ á. Về chân, chúng ta nhìn thấy ở gà lơ go là chân cao, nhỏ, màu vàng. Ở gà đông tảo thì chúng ta có chân to, xù xì, nhiều hoa dâu. Sau đây thầy giới thiệu với em một số giống gà. Trong danh sách này là giống gà hybrid hay còn gọi là giống gà lai. Có rất nhiều giống gà lai siêu trứng, nhưng phổ biến nhất có thể kể đến gà Golden Comet. Chúng thường có bộ lông dày, mềm mịn có màu vàng, nâu và lông đuôi trắng. Bản tính của giống gà này vô cùng mạnh mẽ và kiên cường. Khi tới tuổi sinh sản, chúng có thể đẻ khoảng 280 trứng mỗi năm. Những quả trứng có kích thước trung bình với màu nâu đặc trưng. Nếu bạn đang tìm kiếm giống gà siêu trứng có thể cho lượng trứng quanh năm, chắc chắn gà Lai Hybrid là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Bởi vì chúng được lai tạo nhằm mục đích kinh tế, nên khả năng sinh sản đều đặn quanh năm và tiêu thụ thức ăn khá ít. 2. Gà Rooster đỏ, Rooster Island Red. Đứng ở vị trí thứ 2 trong danh sách top những chú gà đẻ trứng nhiều nhất trên thế giới là gà Rooster đỏ. Chúng còn được biết đến như một loại gà hai mục đích, nghĩa là nuôi để lấy thịt và trứng. Đây là giống gà có nguồn gốc từ Mỹ và được nuôi chủ yếu để lấy trứng và thịt. Gà Rooster đỏ có ngoại hình cân đối khỏe mạnh, chúng có vành tai đỏ, da vàng, lông đỏ nổi bật. Gà Rooster đỏ còn được biết đến với khả năng sinh sản cực kỳ cao. Trung bình mỗi năm, một con gà Rooster đỏ có thể đẻ đến 250 trứng mỗi năm. Trứng có vỏ màu nâu và nặng trung bình khoảng 55-60g. Mặc dù mới nhìn trông chúng có vẻ khó tính, nhưng giống gà này khá thân thiện và có thể là lựa chọn phù hợp kể cả người mới nuôi gà lần đầu. 3. Gà Le Go. Giống gà Le Go hay được gọi là gà Le Go có nguồn gốc từ nước Ý. Chúng được đưa đến Hoa Kỳ vào những năm 1800 và nhanh chóng phổ biến tại đây. Chúng nổi tiếng đến mức bất kỳ đứa trẻ nào sống vào thập niên 50 60 cũng biết đến gà Le Go thông qua chương trình phim hoạt hình Foghorn Leghorn. Giống gà này có ngoại hình gọn gàng, thân dài, da và chân có màu vàng, màu đỏ, lông trắng mềm mượt. Với những con gà được nuôi lấy trứng thì có màu đơn, to, ngả về một bên, dái tai rất phát triển. Mỗi năm, gà Le Go có thể đẻ khoảng 250 trứng có kích cỡ trung bình. Nhưng khi bước vào năm thứ 3 thì sức đẻ của chúng bắt đầu giảm. Ngoài ra, giống gà này khá nhút nhát nên nếu chọn nuôi gà Le Go bạn cần phải chú ý đến chúng nhiều hơn nhé. 4. Gà Sussex. Cũng là giống gà có mục đích khác như gà Rooster đỏ, gà Sussex cũng được nuôi để lấy thịt và trứng. Cái tên Sussex bắt nguồn từ tên của một thành phố thuộc nước Anh, cũng là nguồn gốc của giống gà này. Giống gà này nổi bật với 8 màu lông khác nhau, nhưng phổ biến nhất vẫn là lông trắng, với cổ và lông đuôi có màu đen. Mỗi con gà mái Sussex mỗi năm có thể đẻ khoảng 250 quả. Màu sắc của trứng sẽ thay đổi từ màu nâu đến trắng kem. Ngoài ra, giống gà này khá điềm tĩnh. Chúng có thể dạo chơi cả ngày trong khu vườn nhà bạn mà không phá phách gì. Nếu muốn tìm giống gà đẻ trứng thân thiện,
hiền lành bạn có thể cân nhắc đến giống gà này. 5. Gà Plymouth Rock. Đứng ở vị trí thứ 5 trong danh sách top những giống gà đẻ trứng nhiều nhất là gà Plymouth Rock. Chúng có nguồn gốc từ nước Mỹ và có thể phân biệt được giới tính ngay khi sinh ra. Nếu là gà trống thì phần lông trên đầu có màu khá nhạt, trong khi đó, con mái thì có màu sẫm hơn, thường có đốm trên đầu hoặc sọc đậm màu trên lưng. Chúng khá nổi bật với bộ lông xám mềm với các sọc trắng quấn quanh cơ thể, thân hình ngắn, ngực nở rộng. Một con Plymouth Rock khỏe mạnh có thể đẻ khoảng 200 trứng mỗi năm với kích thước từ nhỏ đến trung bình. Cũng giống như loài Sussex, gà Plymouth Rock rất hiền lành, thân thiện và dễ thuần hóa. 6. Gà Ancona. Gà Ancona là giống gà nhỏ có nguồn gốc từ Ý nhưng phổ biến nhiều ở Anh và Mỹ. Về ngoại hình, trông chúng rất giống với loài Plymouth Rock ngoại trừ việc chúng chỉ nhỏ bằng một nửa. Tuy nhỏ bé nhưng khả năng sinh sản của gà Ancona rất ấn tượng. Chúng có thể đẻ khoảng 200 trứng mỗi năm. Bản tính giống gà này rất hiếu động. Chỉ cần bạn sơ suất chúng có thể bay khỏi chuồng bất cứ lúc nào. Vì thế, bạn nên để mắt đến chúng thường xuyên nếu có ý định chọn nuôi em này. 7. Gà Bannerwelder. Tiếp theo là giống gà Bannerwelder có nguồn gốc từ Hà Lan, là giống gà lai giữa gà địa phương Hà Lan và một số giống gà châu Á khác. Chúng được biết đến với bộ lông óng mượt và khả năng đẻ trứng tốt. Gà mái Bannerwelder đẻ khoảng 200 trứng mỗi năm với trọng lượng trung bình từ 55 đến 60 gram và có màu nâu lốm đốm. Ngoài ra, loài gà này khá trầm tính nên bạn không cần quá lo lắng nếu như nuôi chúng. 8. Gà Hamburg. Là một giống gà siêu trứng có nguồn gốc từ Đức, gà Hamburg rất dễ thu hút sự chú ý khi sở hữu bộ lông đốm trắng và đen vô cùng ấn tượng. Giống gà này có kích cỡ vừa phải, trọng lượng trung bình từ 1,6 đến 2,5 kg. Chúng được đánh giá là tăng trưởng nhanh và rất bán đẻ. Đến tuổi sinh sản, chúng có thể đẻ khoảng 200 trứng mỗi năm với những quả trứng nhỏ xinh màu trắng bóng. Khi nuôi gà Hamburg, bạn chú ý không nên nuốt chúng thường xuyên trong chuồng, tạo không gian thoải mái để chúng được tự do. 9. Gà Marans. Nói về khả năng đẻ trứng nhiều, bạn không thể nào bỏ qua gà Marans. Chúng được biết đến với những quả trứng có màu nâu sẫm với tỷ lệ dinh dưỡng rất cao. Mỗi năm, một con gà Marans có thể đẻ khoảng 200 trứng. Gà Marans có bộ lông khá giống Plymouth Rock, chủ yếu là màu xám đen với các vạt trắng. Ngoài ra, giống gà này khá hiền lành và thân thiện. Vì thế, bạn không cần phải băn khoăn nếu nhà bạn có con nhỏ hoặc vật nuôi khác. 10. Gà Orpington. Bắc Orpington. Đứng cuối cùng trong danh sách này là gà Orpington có nguồn gốc từ nước Anh. Chúng có lớp lông khá dày, mềm mịn, màu vàng rực rỡ. Chính nhờ bộ lông nên nhìn chúng trông khá mập mạp. Gà Orpington mái đẻ khoảng 180 trứng mỗi năm. Chúng có xu hướng ấp trứng vào mùa hè nên khả năng sinh sản kém hơn những loài khác. Gà Orpington rất hiền và dễ thuần hóa. Do đó, bạn có thể nhanh chóng huấn luyện chúng ăn ngay trên tay và giao tiếp xã hội với bạn. Giống gà Đông Tảo hay còn gọi là Đông Cảo, đây là một giống gà quý hiếm đang được bảo tồn nguồn gen ở nước ta. Giống gà Hồ và giống gà Mía. Tiếp theo, chúng ta sẽ nhận xét ngoại hình một số giống lợn, heo. Về hình dạng chung, thầy mời các em hãy nhận xét hình dạng chung của hai giống lợn trên hình. Lợn Landerach và lợn Đại Bạch. Ở lợn Landerach, chúng ta thấy mặt thẳng, tai to rũ về phía trước. Nó thấy hai cái tai của con lợn Landerach á là nó phủ, nó che phía trước, nó che hết hai con mắt khi mà chúng ta nhìn thẳng từ bên ngang vào như thế này.
và cái mặt của nó, chúng ta nhìn thấy là từ trên trán xuống tới mũi là một đường thẳng. Còn đối với lợn đại bạch, mặt gãy, tay to hướng về phía trước. Chúng ta thấy hai cái vành tai của con lợn đại bạch á, nó hướng về phía trước, đứng thẳng. Còn cái mặt của nó là từ trán xuống tới mũi tạo thành đường cong, chúng ta gọi là mặt gãy. Về lông da của con lợn Landrat là trắng tuyền. Do hình này là có độ ánh sáng nó không có ấy nên mình nhìn thấy cái độ trắng nó hơi nó không rõ ha. Rồi đối với lợn đại bạch thì lông ra da màu trắng. Về lợn móng cái là loại lợn hứng mở, nó thấy lông da lan trắng đen, có hình yên ngựa, lưng cong xuống. Con lợn này mình thường hay gọi là con heo mọi á em. Đó là một trong những giống heo mọi ở Việt Nam nuôi. Đây là lợn ỉ, loại lợn hướng mở, lông đen toàn thân, lưng cong xuống. Chúng ta thấy nó toàn thân nó đen như cục than vậy đó. Thì đây cũng là một giống heo mọi của Việt Nam của chúng ta. Sau đây thầy giới thiệu các em về một số giống lợn phổ biến trên thế giới. Đầu tiên là lợn Duroc. Duroc, đây là loại giống lợn có nguồn gốc từ Mỹ. Hiện nay đã được hiện diện khắp nơi trên thế giới vì chúng có năng suất cao, tỷ lệ nạc khá lớn, ít mỡ. Lợn Duroc được coi là giống lợn tốt trên thế giới hiện nay và được nuôi rất phổ biến ở nhiều nơi. Đặc biệt nuôi theo hướng nạc, sử dụng thịt để làm thịt nướng. Tuy nhiên, lợn Duroc cần có một chế độ dinh dưỡng cao và chăm sóc tốt thì mới đạt được kết quả tốt nhất. Còn đây là giống lợn Yorkshire. Yorkshire hay còn gọi là lợn đại bạch là một giống lợn nuôi ở Yorkshire, Anh Quốc. Vì thế mà được gọi là lợn Yorkshire. Đúng như tên gọi của nó, lợn này có màu da trắng với tai dựng lên và mặt hình dĩa. Ban đầu nó được phát triển như một giống lợn nuôi ngoài trời. Nhưng hiện nay đây là giống lợn nuôi nhốt. Còn đây là lợn Bichon. Lợn Bichon là một trong những giống lợn có tỷ lệ nạc cao nhất thế giới, có thể đạt từ 60-62% tỷ lệ nạc. Lợn đực trưởng thành là nặng từ 270kg đến 350kg trên con. Lợn cái nặng từ 220kg đến 250kg con. Nuôi 6 tháng tuổi có thể đạt được 100kg con. Đây được coi là giống lợn có thể là to nhất thế giới. Chúng có bộ lông và da màu trắng đen xen lẫn nhau, tạo thành những đốm to, rõ và rất đẹp. Rồi về nhà các em tìm hiểu cho thầy và quan sát một số giống gà lợn khác và ghi lại những đặc điểm ngoại hình của chúng. Các em xem trước bài 37 thức ăn vật nuôi cho thầy, sách giáo khoa trang 99. Và thầy chào các em, hẹn các em ở tiết học trực tuyến lần sau.